Quý cô bác và anh chị thân mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắt, làm một được mười, vận may liên tục kéo đến, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộc vàng gõ cửa, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, muốn xóa sạch vận xui, phước lộc về tận nhà, tiền đổ về đầy két, giàu nứt đố đổ vách trong tháng 4, tháng 5 âm phải nắm chắc ba điều này. Vâng, thưa anh chị Kỷ Mùi thân mến, thực sự tôi thấy quý anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 đã xem rất nhiều kênh tử vi về số mệnh của con người. Trong đó có rất nhiều bài viết về vận số của anh chị có đúng không ạ? Thế nhưng có kênh thì nói rằng anh chị sẽ may mắn, có kênh thì lại bảo xui xẻo, thành ra anh chị chẳng biết vận hạn thực sự của mình sẽ như thế nào. Phật gia giảng, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, người có trái tim rộng lớn bao dung sẽ không cảm thấy khổ nạn là bất công đối với mình, không than thân trách phận, không oán trời hận người, mà giữ tâm thái bình thản, nỗ lực học tập lao động, cải biến hoàn cảnh, thì dù có sóng gió nào thì anh chị cũng có thể vượt qua, đó gọi là phước phận của một đời người. Quý anh chị ạ, một số bản mệnh sẽ có cái may mắn được nhàn tản mà có thành quả, nhưng số khác kém may mắn hơn phải trải qua vất vả thì mới có được thành công. Còn riêng với Kỷ Mùi, cái bản mệnh vào đời sớm hơn những tuổi khác một bước, họ luôn phải trải qua những trận chiến cam go mới có được phần thưởng, luôn phải trải đủ ngược xuôi bôn ba vất vả mới có được điều mà Kỷ Mùi muốn mong, gọi Kỷ Mùi là chiến binh hay tướng lĩnh, hay những mỹ tử như người mở đường. Người can trường gì đó cũng không thể thay đổi cái bản chất cuộc đời của Kỷ Mùi, luôn cần máu, mồ hôi và nước mắt, nhiệt quyết và sự quả cảm để kinh qua từng đoạn lên xuống của cuộc đời. Thưa quý vị anh chị, sắp tới đây sẽ có con giáp tuổi Kỷ Mùi sẽ bước vào một thời vận 2 tháng liên tiếp. Tháng 4, tháng 5 âm lịch, hai sao Nguyệt Mã và Thiên Mã đều dịch chuyển chiếu về bản mệnh, đem lại nhiều biến động mới. Vậy cụ thể ra sao thì xin mời quý vị anh chị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời cho chính vận số của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa quý chủ Kỷ Mùi, người xưa có nói rằng mỗi người mỗi số mệnh khác nhau, mỗi một cây thì mỗi hoa, mỗi trái, mỗi nhà thì mỗi hoàn cảnh. Chắc hẳn những bản mệnh đang hiện diện ở trong giây phút này đều có một nỗi niềm ẩn sâu trong tâm trí, đều có những nỗi đau, nỗi buồn khổ, chỉ biết chôn chặt ở trong tim có phải không nào? Và xin chúc mừng quý bản mệnh đang có mặt trong giây phút hiện tại này. Những lời nhắc mệnh sẽ giúp bản mệnh để lại những khó khăn bi cực phía sau và chuẩn bị một vận trình đến tương lai thịnh vượng phía trước. Theo sách cổ tiên tri tử vi học được khai quật tính đến 2024, vận hạn dường như cũng đã bị đẩy lùi, khiến các cung mệnh hưởng lộc giàu do những biến động tiêu cực từ hung tượng xảy ra trên toàn cầu. Vậy nhưng trong các tàng hung, nếu bản mệnh có hữu duyên nghe hết lá số này, hẳn bản mệnh là một trong những người có thể cải biến vận mệnh theo ý mình. Muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa, nay thời cơ đã đến. Vậy muốn địa lợi, nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Kỷ Mùi hãy chú ý, theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Trước khi đi vào lá số cải vận cho tuổi Kỷ Mùi, ta tìm hiểu sơ lược về quá khứ, cá tính và người tuổi Kỷ Mùi có định mệnh giàu sang trong tháng 4, tháng 5 năm 2024 âm lịch. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, hãy cùng các nhà huyền học nhìn lại một chút về vận số cuộc đời của Kỷ Mùi để thấu triệt 2024 và đường đời về sau của Kỷ Mùi. Người sinh năm 1979 ứng với mệnh hỏa trong ngũ hành, mà cụ thể là thiên thượng hỏa. Mệnh hỏa với bản chất là ấm nóng đã truyền cho người tuổi Kỷ Mùi 1979 sự nhiệt huyết và nguồn sinh khí mãnh liệt. Nó giúp cho những người này có thêm động lực để bứt phá,
đánh tan mọi rào cản trong xã hội. Mệnh hỏa cũng là yếu tố chủ chốt khắc phục điểm yếu cố hữu của người tuổi Kỷ Mùi là nhút nhát. Nó giúp cho người sinh năm 1979 có đủ tự tin để làm chủ cuộc sống và vận mệnh của mình. Nên theo tử vi, những người này dễ thành công hơn so với những người tuổi Mùi khác. Mệnh hỏa cũng giúp cho các mối quan hệ của người tuổi Kỷ Mùi thêm ấm nóng hơn, đặc biệt là trong hôn nhân. Đây chính là ngọn lửa duy trì hạnh phúc viên mãn. Nó giúp cho họ có một cuộc sống vợ chồng không thể yên ấm hơn và là nguồn sinh khí để gia đình những người này sớm sinh quý tử. Có lẽ vì thế mà những người sinh năm 1979 thường rất viên mãn trong đường con cái. Thiên thượng hỏa hay còn gọi là ngọn lửa trên trời, với đại diện là mặt trời ấm nóng, nó giúp soi rọi cho con đường đi của người tuổi Dê thêm rõ ràng, bằng phẳng hơn và đôi khi nó còn truyền cảm hứng cho người khác cùng cố gắng. Được mệnh danh là ngọn lửa trời, tuổi Kỷ Mùi 1979 còn được cho là sẽ mang lại may mắn cho những người xung quanh, vì lẽ đó họ thường được săn đón trong đám đông, được người khác yêu quý và thậm chí là trọng vọng. Tuy nhiên ngọn lửa trời trong người họ đôi khi cũng quá nóng bỏng sẽ có tác dụng không tốt, có thể đốt cháy những thành quả mà họ đã tạo dựng. Để khắc phục điều đó, người sinh năm 1979 cần kiềm chế bản thân, không nên để giận quá mất khôn, ảnh hưởng tới công việc và các mối quan hệ. Trong quan hệ với những người có mệnh khác, người tuổi Kỷ Mùi 1979 nằm trong mối quan hệ tương sinh với hai mệnh là Thổ và Mộc, đồng thời cũng tương khắc với hai mệnh là Thủy và Kim, Mộc sinh Hỏa và Hỏa lại sinh Thổ. Vì thế trong các mối quan hệ với người mệnh Mộc và mệnh Thổ, người sinh năm 1979 sẽ nhận được sự trợ giúp rất lớn hoặc sẽ trợ giúp rất lớn cho người khác, để cuối cùng cả hai cũng có được thành công và hạnh phúc. Ngược lại họ không nên có các mối quan hệ với người mệnh Thủy và Kim, bởi Thủy khắc Hỏa, làm cho nguồn sinh khí thuần dương trong người tùy Kỷ Mùi bị hao mòn hoặc dập tắt. Trong khi đó Hỏa khắc Kim có thể làm cho người mệnh Kim gặp khó khăn, trắc trở, để rồi cuối cùng cả hai đều gặp phải thất bại. Và xin nhắc nhở Kỷ Mùi trước khi vận đẹp tháng 4, tháng 5 âm tới, nhiệm vụ trong một kiếp nhân sinh của Kỷ Mùi không phải là chịu đựng và chỉ biết sống một cách mờ nhạt. Nhiệm vụ của Kỷ Mùi là có một cuộc đời rực rỡ, sống với những nhiệt huyết, cống hiến bền bỉ trong khả năng của bản thân, có một chút lòng nhân, có một chút lòng trắc ẩn, vui một xíu, cười lên một tẹo và làm tất cả mọi thứ với một cá tính, một phong thái, một cái chất riêng biệt của bản thân mình. Có câu nói rằng, thế giới này không chỉ có mỗi nắng và cầu vồng, nó có những thời khắc tăm tối, có những phút giây mỏi mệt, nó sẽ tìm cách hạ gục Kỷ Mùi, khiến cho Kỷ Mùi phải quỳ gối giữa những gánh nặng bon chen. Không có gì ngạc nhiên về việc cuộc đời sẽ vất vả đôi khi và lắm lúc Kỷ Mùi sẽ chán nản đến cùng cực. Vấn đề không phải là cuộc đời hành Kỷ Mùi đến mức nào, vấn đề là ở chỗ cách mà Kỷ Mùi lựa chọn đối diện với khó khăn. Thời điểm Kỷ Mùi lựa chọn kiên cường và thời khắc Kỷ Mùi duy trì bản tâm để tiếp tục hiên ngang bước về phía trước, trong tháng 4, tháng 5 âm năm 2024 Giáp Thìn, vận thuận của Kỷ Mùi sẽ được mở ra, kết thúc cái vận trắc trở đã khởi đầu từ 2020 và lên đến đỉnh ở 2023 và vẫn còn kéo dài tiếp diễn ở 3 tháng đầu năm 2024 vừa rồi. Sau đó sẽ kéo đến tận 2025 là thời điểm đỉnh nhân sinh cận kề của Kỷ Mùi. Kỷ Mùi có tham vọng chứ? Kỷ Mùi có điều mong muốn thực hiện chứ? Vậy hãy nhớ, có một sự khác biệt vô cùng giữa việc chỉ tồn tại và việc thật sự sống. Kỷ Mùi có trách nhiệm với nhiều người, có trách nhiệm với lời hứa hẹn mà Kỷ Mùi đã gửi vào nhân thế, cũng có trách nhiệm và những ước mơ mà Kỷ Mùi đã nhắn vào vũ trụ bao la. Vậy nên đừng quên mà con đường mà Kỷ Mùi chọn và đích đến mà Kỷ Mùi mong. Còn nhớ chứ Kỷ Mùi, nhớ rằng thế gian có thể dạy cho ta rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng Kỷ Mùi luôn tin tiền là công cụ, luôn tin rằng vật chất sẽ khiến sự nghèo khó trở nên dễ chịu hơn. Là bản mệnh không bằng lòng với sự vui mà thiếu tiền tài, mong Kỷ Mùi tiếp tục chinh chiến, sống với đúng khả năng và vẹn toàn cái thành tựu. Còn ai nghỉ hưu sớm, ai buông bỏ sớm, ai không tham vọng làm gì đó, kệ họ, việc của mình là có tham vọng và nỗ lực vì nó mà thôi, và cuối cùng có người sẽ tìm kiếm sự bình yên bên cạnh ai đó. Có người tìm đến sự giác ngộ thiền định để đạt được sự bình yên trong thế giới nội tâm, có người tìm được sự bình yên khi được thế gian trọng vọng hoặc những người xung quanh công nhận. Nhắc lại để Kỷ Mùi nhớ, bình yên của Kỷ Mùi hơi tùy tục một tí, đó chính là tiền đầy túi, ngân hàng 11 số có vậy thôi. Và tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 4, tháng 5 âm năm Giáp Thìn. 1. Về phương diện công việc và sự nghiệp, Kỷ Mùi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực do vận khí suy giảm, họa thị phi hay tiểu nhân luôn rình rập. Do đó, Kỷ Mùi cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước,
Sự chủ quan hay nóng vội sẽ rất dễ gây ra nhiều nguy cơ để Kỷ Mùi vào hoàn cảnh bất lợi bất cứ lúc nào, cần nhớ đề cao cảnh giác. Trên thực tế, thì hai tháng là tháng 4 và tháng 5 âm này sẽ có dịch mã xuất hiện, tức là muốn đạt được thành công, gặt hái thành quả thì Kỷ Mùi cũng sẽ phải chạy đôn chạy đáo bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên Kỷ Mùi đừng ngại khó khăn, gian khổ nhất thời, bởi cuối tháng chính là thời điểm mọi công sức Kỷ Mùi bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng những thành tựu vô cùng to lớn. Hai tháng này, Kỷ Mùi được cả nguyệt lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương đồng chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng, dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành. Kỷ Mùi thêm tự tin, hành động độc lập, thêm quyết đoán tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay, tinh thần làm việc trong tháng 4, tháng 5 âm này của Kỷ Mùi lên cao khá rõ. Kỷ Mùi tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế mà cũng hanh thông phần nhiều, đặc biệt, chức vụ, danh tiếng của Kỷ Mùi ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể. Con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước, thì hai tháng liên tiếp dưới đây công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái thành quả tốt lành, cơ hội tiến thân đã đến, Kỷ Mùi hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Là một con giáp thông minh, lanh lợi như Kỷ Mùi thì chắc chắn sẽ làm được điều mình mong muốn, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, thì Kỷ Mùi đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được, Kỷ Mùi một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn thành lập công ty hoặc là khai trương cửa hàng, cửa hiệu, thì hai tháng này cũng là thời điểm khá lý tưởng, hãy tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới. Để đánh đơn nhanh thắng nhanh, Kỷ Mùi chắc chắn sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân. Nhưng dù vậy, Kỷ Mùi vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, thái độ kiêu ngạo hay ngựa non háu đá kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp pháp bất cứ trở lực nào cũng cần phải từ tốn bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm, có như vậy Kỷ Mùi mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Và nhất là, Kỷ Mùi làm gì cũng cần phải có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp Kỷ Mùi thành công hơn nữa. Vì thế hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái, lại dễ đạt được hiệu quả cao. 2. Về phương diện tài lộc và tiền bạc. Thầy tử vi khuyên Kỷ Mùi chớ nên có những suy nghĩ cố chấp, tự để mình vào rắc rối. Một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, Kỷ Mùi cần phải dừng lại để xem xét vấn đề đó nằm ở đâu và tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục ngay, chớ nên làm cố rồi cuối cùng kết quả lại không được như dự kiến. Ngoài ra, Kỷ Mùi cũng nên khuyến khích bản thân và mọi người xung quanh nghĩ đến những phương hướng mới trong công việc, chớ nên đi theo những lối mòn đã cũ kỹ. Nếu như cứ bước theo lối mòn, Kỷ Mùi sẽ luôn chậm chân hơn so với người khác mà chẳng thể kiếm được một khoản dư giả như dự kiến. Tuổi hợp cho làm ăn. Trong vấn đề làm ăn, phát triển sự nghiệp và tiền tài thì Kỷ Mùi cần nên lựa chọn những tuổi cho hợp với mình. Đừng nên hợp tác hay hùn hạp với những tuổi không hợp với tuổi mình vì hay có sự thất bại. Vậy những tuổi hợp với tuổi làm ăn của Kỷ Mùi là những tuổi Canh Thân, Giáp Tý, Quý Hợi. Những tuổi này chính là những tuổi mà Kỷ Mùi có thể hợp tác làm ăn hay phát triển cơ nghiệp thì có nhiều thắng lợi cho Kỷ Mùi. 3. Về vấn đề sức khỏe. Nhiều phương tiện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song cũng không ai có thể có một vận trình thập toàn thập mỹ và tiếc rằng sức khỏe của Kỷ Mùi lại đang có dấu hiệu suy giảm. Lá số tử vi chỉ rõ rằng Kỷ Mùi sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng sẽ mắc vài các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết trong hai tháng mùa hè nắng nóng này. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, Kỷ Mùi cũng đã làm việc vất vả, nay là lúc Kỷ Mùi nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học nghỉ ngơi và lao động cân bằng, đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, Kỷ Mùi cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp cho Kỷ Mùi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm đi nguy cơ bị căng thẳng và rồi stress. 4. Về phương diện tình cảm và gia đạo. Đường tình duyên cũng là một trong những điểm sáng trong vận trình của tuổi Kỷ Mùi trong 2 tháng tới đây. Kỷ Mùi có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đâu, làm gì cũng được mọi người yêu mến, gia đình cũng đầm ấm, giảm đi mâu thuẫn và cãi cọ. Với người đã lập gia đình, thì mối quan hệ giữa Kỷ Mùi và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau hơn mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy cũng chính là động lực để Kỷ Mùi đối diện với mọi khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng phải khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe nhau, cổ vũ cho nhau, thậm chí là cùng nhau thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp nhất. Cho dù mệt mỏi đến mấy,
Khi về đến nhà, Kỷ Mùi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng Kỷ Mùi còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng trao đổi dạy dỗ con cái, bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Còn đối với những người độc thân, Kỷ Mùi đã từ bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về một tương lai tươi sáng hơn. Kỷ Mùi dần quên được những tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể Kỷ Mùi sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian tới đây. Đôi bên hãy đối xử chân thành với nhau, quan hệ sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Quý vị thân mến, sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý vị một số cách để giúp quý mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi có thể hóa hung, hóa giải hung họa, thu hút tài lộc, đón lành tránh dữ, cát khí gia tăng trong năm 2024 này nhé. Thưa quý vị, sở hữu những đồ vật phong thủy may mắn của tuổi sẽ đem đến cho bản mệnh các trường khí để xua đuổi vận xui, thu hút nhiều tài lộc về cho gia chủ. Theo đó, đương sự nên treo nhiều đồ vật cát tường cầu may trong nhà hoặc có thể đeo trang sức đá quý làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen và mã não xanh dương, sapphire, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm có sao chiếu. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, khi làm. Làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người và xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến, vận khí chuyển cát lành, hung biến cát lành, vạn sự an yên, thông thuận. Và sau đây là vận trình tử vi tháng 4, tháng 5 âm năm Giáp Thìn 2024 của quý mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong tháng 4 âm của năm 2024, tuổi Kỷ Mùi có một tháng làm việc hăng say và phát huy cao độ những lợi thế mà mình đang có. Cục diện tam hội thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu, tháng này rất thích hợp để Kỷ Mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo sau giai đoạn thử nghiệm ở những tháng đầu năm trước đó. Kỷ Mùi cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án sao cho phù hợp. Năm 2024 đã bước sang quý thứ hai, điều đó cho thấy Kỷ Mùi sẽ cần một kế hoạch chi tiết và rõ ràng hơn trong sự nghiệp cá nhân, để không lãng phí thời gian cho những việc vô bổ nữa và làm cơ sở để có thể phát triển sự nghiệp công danh trong thời gian tới. Nhưng đừng quá lo lắng những vấn đề mà Kỷ Mùi chưa hiểu rõ, cũng sẽ sớm có người giải đáp và chỉ điểm để Kỷ Mùi biết mình nên làm gì là tốt nhất. Cát tinh trong tháng cũng khuyến khích Kỷ Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày các ý tưởng của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Sự nỗ lực chăm chỉ của Kỷ Mùi sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế thì trong quá trình làm việc, Kỷ Mùi cũng gặp phải những khó khăn như bất cứ một người nào khác. Nhưng chính nhờ vào tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, không sợ sai, nên đạt được mục tiêu, trong khi những người khác phải chịu thất bại. Nếu như có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, thì chắc chắn sớm muộn gì thì những chú dê cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng về năng lực của bản thân. Đặc biệt tháng này, Kỷ Mùi còn có cả sao Tả Phù và Hữu Bật cùng phù trợ, khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc là vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của Kỷ Mùi. Con giáp tuổi Kỷ Mùi được thiên tài hậu thuẫn, nên càng làm ăn buôn bán thì càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng vận báo hiệu vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi có xu hướng tăng dần, chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần phải có nỗ lực và sự tính toán chu đáo từng bước, trước khi tiến hành thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vận khí đang tăng dần, thích hợp để làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm, không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội vào lúc này chỉ khiến cho Kỷ Mùi dễ nhận về cay đắng. Và Kỷ Mùi đặc biệt đừng quên, tháng này vẫn có thiên cầu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần Kỷ Mùi tiếp tục công việc và dự án hiện tại thì tiền bạc cũng đã đủ dùng rỉnh giàu có rồi, Kỷ Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết tất cả những gì mình đã xây dựng bấy lâu nay. Họa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở Kỷ Mùi cần phải đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Kỷ Mùi nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó. Đặc biệt là với người chưa từng giao hảo trước đây, làm giàu cần có quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng. Kỷ Mùi có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân. Song đừng bất chấp tất cả mà làm liều, kẻo vướng họa lao ngục. Đối với những người làm công ăn lương, thì trong tháng 4 âm này thu nhập chủ yếu sẽ đến từ nghề tay trái, tức là bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này sẽ khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh, dư giả hơn hẳn.
Khi vận khí đang dần ổn định rồi, Kỷ Mùi sẽ có thêm cả tả phù cát tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện. Do đó, Kỷ Mùi hãy cứ xông xáo và đảm nhận nhiều trách nhiệm, đến lúc phù hợp thì tài lộc sẽ tự nhiên ào ào đổ về đầy két. Ngược lại, khi nhìn thấy khó khăn mà thoái chí, nản lòng thì mãi mãi nghèo đói, chẳng thể ngóc đầu lên được. Nhìn chung, sẽ có khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là Kỷ Mùi có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, thì thiên cầu hung tinh cũng là điểm báo, có thể sẽ xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ ghen ghét. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức mà Kỷ Mùi bỏ ra bấy lâu nay. Cũng có thể họ sẽ tung ra những tin đồn thị phi nhằm phá hoại danh dự của những chú dê. Kỷ Mùi được nhắc nhở là phải thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy của kẻ tiểu nhân xấu bụng này, cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc, cũng như là từng lời ăn tiếng nói của mình, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến cho công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu xám, màu cam. Con số may mắn 98, 70 và 54. Trong tháng 5 âm của năm 2024, được nhị hợp nâng đỡ, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi có cơ hội bước sang trang mới trong tháng 5 âm này. Kỷ Mùi cần phải tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến cho người khác phải nhìn Kỷ Mùi bằng con mắt khác xưa. Tháng này thì Kỷ Mùi xây dựng được các mối quan hệ xã giao rất hài hòa, nên làm việc gì cũng sẽ có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm thì đòi hỏi sự hợp tác, thì Kỷ Mùi và đồng nghiệp làm việc rất ăn ý với nhau, khiến cho những nhiệm vụ tưởng chừng rất khó khăn cũng được giải quyết một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 của tuổi Mùi thì thấy rằng, bản mệnh Kỷ Mùi còn có một cơ hội gặp gỡ quý nhân ở trong thời điểm này. Đối phương có thể sẽ chỉ ra cho Kỷ Mùi những điểm yếu, để Kỷ Mùi nhanh chóng khắc phục hoặc là chỉ ra những hướng đi mới, để Kỷ Mùi rèn luyện bản thân. Phát triển theo hướng mới triển vọng hơn, điều mà Kỷ Mùi cần phải khắc phục đó là cái tính hay lo và hay nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, Kỷ Mùi thường có suy nghĩ bi quan khi phải đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng hơn vào chính bản thân mình nhiều nữa. Kỷ Mùi vốn là một người có tài, cho nên đừng vội vàng bỏ cuộc. Bạn hãy coi những khó khăn đó chính là cơ hội để rèn luyện bản thân, để mình ngày càng trở nên xuất sắc và giỏi giang hơn. Và đặc biệt túi tiền của Kỷ Mùi cũng có nhiều cơ hội để cải thiện trong tháng năm này. Vì thế Kỷ Mùi cần phải nhanh chóng lấy lại thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Còn đối với những người làm ăn kinh doanh, đây chính là thời điểm rất thích hợp để Kỷ Mùi đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn. Nếu như thấy có đối tác, khách hàng nào mà triển vọng, thì Kỷ Mùi nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay cho người khác. Nếu như đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực rồi, thì Kỷ Mùi cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên để có để đạt được mục tiêu đã đề ra thì Kỷ Mùi chắc chắn sẽ phải vất vả đấy. Trên đời này không có việc gì mà đến một cách dễ dàng hay tiền bạc ở trên trời rơi xuống cả. Nhưng mà những giọt mồ hôi, công sức, sự nỗ lực vất vả cố gắng của Kỷ Mùi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là một lời tuyên dương khen thưởng của lãnh đạo đối với Kỷ Mùi, khiến Kỷ Mùi có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi Kỷ Mùi sẽ thấy mệt mỏi và bất an. Song Kỷ Mùi không nên hướng tới những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan và tiêu cực. Kỷ Mùi có thể trao đổi, tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối và tìm lại lòng tin cho mình nhé. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu xám, màu cam. Con số may mắn 66, 32 và 72. Quý vị thân mến, sau đây là tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024, cả nam và nữ mạng trong 6 tháng cuối năm. Tháng 6 âm lịch. Nam mạng, tuổi Kỷ Mùi làm công ăn lương gặp được nhiều cơ hội để phát triển bản thân, thăng quan tiến chức trong tháng 6 âm này. Kỷ Mùi không nên từ chối những cơ hội đã xuất hiện trước mắt, có thể Kỷ Mùi sẽ hơi vất vả một chút, song Kỷ Mùi sẽ gặt hái được trái ngọt trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, vợ chồng Kỷ Mùi ngày một hòa hợp hơn. Kỷ Mùi biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nên sẵn sàng bao dung cho lỗi lầm nhỏ của người ấy. Hai người cũng thường xuyên trao đổi với nhau các vấn đề trong cuộc sống. Nữ mạng, tình cảm vợ chồng thì lại trục trặc, tuy nhiên dòng họ có hỷ tín. Tháng 7 âm lịch. Nam mạng, tháng 7 là thời điểm Kỷ Mùi có thể ăn nên làm ra, đôi khi Kỷ Mùi sẽ phải cạnh tranh với đối thủ.
song nhờ nắm rõ lợi thế của mình mà Kỷ Mùi không cần quá vất vả vẫn thu lợi đều đều vào trong túi. Phương diện tình duyên có các tinh chiếu mệnh, người độc thân sẽ nhận được lời bày tỏ của người khác phái, dù bất ngờ hay là chưa có tình cảm với đối phương, thì Kỷ Mùi cũng đừng vội vàng từ chối nhé, hãy cho đôi bên một cơ hội được trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn về nhau. Nữ mạng có dấu hiệu đi xa về công việc hay du lịch, ra ngoài chú ý xe cộ. Tháng 8 âm lịch. Nam mạng, bằng khả năng quan sát tinh tế của mình mà Kỷ Mùi có thể nhanh chóng hóa giải các vấn đề, gây ấn tượng trong mắt với người làm lãnh đạo. Kỷ Mùi thậm chí có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương, khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục. Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, nhất là với những người làm nghề tay trái. Kỷ Mùi rất biết giữ chữ tín, lại thêm tính việc làm cẩn thận, chăm chỉ, nên khiến cho khách hàng rất hài lòng muốn ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài. Nữ mạng, công việc làm ăn có quý nhân giúp đỡ, có lộc về kinh doanh, buôn bán. Tháng 9 âm lịch. Nam mạng, con đường sự nghiệp của Kỷ Mùi không quá bằng phẳng ở tháng 9 này, Kỷ Mùi không chiếm được ưu thế, dễ bị giành mất các cơ hội, khuyên Kỷ Mùi nên tập trung vào nhiệm vụ, có thời gian thì bồi dưỡng và năng lực của bản thân. Vợ chồng Kỷ Mùi thời điểm này có mâu thuẫn nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng, thậm chí là trải qua những lần thế này thì hai người lại càng thấy hiểu và bao dung hơn cho nhau. Anh em trong nhà cũng có thể xảy ra tranh chấp đấy nhá, nhưng cuối cùng thì cũng đều giải quyết ổn thỏa. Về nữ mạng, thì sức khỏe suy giảm, có thể mắc các bệnh về khí huyết như là thiếu máu và huyết áp. Tháng 10 âm lịch, nam mạng, tháng 10 mở ra nhiều cơ hội phát triển đối với tuổi Kỷ Mùi. Kỷ Mùi tìm được người có đồng chí hướng, đôi bên có nhiều ý tưởng trùng hợp. Nhờ vậy mà hợp tác với nhau vô cùng ăn ý, nhiều khúc mắc cũng sẽ được giải quyết gọn gàng vào thời điểm này. Tình hình tài chính cũng có nhiều khởi sắc khi người làm công ăn lương được nhận các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Người làm đầu tư kinh doanh dần thu về một khoản lãi lời vượt dự tính ban đầu, Kỷ Mùi có thể dần đặt ra những mục tiêu phấn đấu tham vọng hơn nữa cho mình. Nữ mạng gặp hung hóa cát nhờ phúc đức tổ tiên. Tháng 11 âm lịch, nam mạng, tử vi tháng này của tuổi Kỷ Mùi không quá thuận buồm xuôi gió, vì thế Kỷ Mùi chớ nghĩ đến phương diện đầu tư mạo hiểm. Nếu như tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, thì Mùi đã có thể thu về một khoản dư giả rồi, không nên tham lam quá mức những đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Ngược lại, phương diện tình cảm khá hanh thông, nếu như đã có người mình thầm mến, Kỷ Mùi độc thân nên lấy hết dũng cảm và chọn thời điểm thích hợp này để bày tỏ tình cảm, tin rằng với sự chân thành của Mùi thì có thể khiến cho người ấy rung động. Nữ mạng ra ngoài chú ý thị phi và kiện tụng, tranh chấp, gia đạo có chút bất ổn. Tháng 12 âm lịch, nam mạng, tháng cuối cùng của năm 2024, tuổi Kỷ Mùi khá là bận rộn, nhưng Kỷ Mùi càng chăm chỉ, cố gắng bao nhiêu thì lại càng thu được thành quả đáng mừng bấy nhiêu. Con giáp này sẽ được lãnh đạo trao cho cơ hội khẳng định bản thân, nhờ đó chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn, Kỷ Mùi có thể sẽ phải xử lý khá nhiều đơn hàng cuối năm, khiến cho cơ thể đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đáng mừng là công lao của Kỷ Mùi đã được trả công xứng đáng, Kỷ Mùi thu về khoản lời lãi vượt ra đối thủ. Phương diện tình cảm nhìn chung là ổn định, dù có bận rộn đến mấy thì Kỷ Mùi cũng đừng quên dành thời gian cho nửa kia của mình. Quá trình trò chuyện, tâm sự sẽ giúp mối quan hệ của cả hai người được gắn kết, Kỷ Mùi tìm ra động lực hoặc là phương án giải quyết các khó khăn. Nữ mạng đề phòng trộm cắp, ra ngoài công việc tốt, giao thiệp rộng. Thưa quý vị anh chị Kỷ Mùi thân mến, qua mỗi một video thì Minh Đường Tử Vi luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp cho quý anh chị tốt hơn. Và trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay thì Minh Đường Tử Vi xin mời anh chị cùng lắng nghe Khát nước 3 ngày cũng chỉ lấy một hồ lô. Sinh mệnh là một loại duyên, có những thứ tận lực truy cầu cả đời không có được, nhưng ngược lại, sự xả láng, sáng lạn chưa từng kỳ vọng sẽ trong lúc mà bản mệnh đạm bạc, thong dong lại bất ngờ tới, Khát nước 3 ngày cũng chỉ lấy một hồ lô chính là ý từ đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề hỏi một người, trong mắt ngươi thế tục ngươi có tiền, có thế, có một thê tử yêu thương mình, ngươi tại sao còn không vui? Người này đáp lời, chính là bởi vì có nhiều thứ như thế, nên ta mới không biết nên lựa chọn như thế nào. Đức Phật Thích Ca mỉm cười nói, ta kể cho ngươi một câu chuyện, ngày nọ, một du khách gần chết bởi vì khát nước, Phật thương cảm liền biến một hồ hiện trước mặt người này. Nhưng người này lại không uống nước, Đức Phật bèn hỏi nguyên nhân, người này trả lời nước ở hồ nhiều quá, mà bụng của ta lại nhỏ thế này, uống một ngụm không thể hết được, vậy thì thà không uống còn hơn. Giảng đến đây, Đức Phật nở một nụ cười nói với người kia đang buồn bã, ngươi nhớ kỹ trong đời ngươi, có thể đã gặp được rất nhiều thứ tốt,
chỉ cần dụng tâm nắm giữ nó như vậy đủ rồi, khát nước 3 ngày cũng chỉ cần uống một hồ lô. Sinh mệnh là một loại duyên, có những thứ tận lực truy cầu cả đời không có. Được ngược lại sự sáng lạn chưa từng kỳ vọng sẽ trong lúc mà bản mệnh đạm bạc, thong dong lại bất ngờ tới, mỗi một bước tiến triển đều là chậm chạp và gian khổ. Một người một lần thì có thể thực hiện được một mục tiêu trong giới hạn. Sinh mệnh đời người trên sân khấu, vô luận ngươi là nhân vật chính hay phụ, cũng vô luận người rực rỡ dưới ánh đèn hay thảm đạm sau hậu trường, sở hữu tất cả buồn vui, sướng khổ, đều là tự đạo, tự diễn. Điều Thượng Đế ban cho mỗi người đều là công bình, vô luận giàu có, nghèo khó, cao quý hay là hèn mọn. Vì thế sau khi chúng ta đã cố gắng, càng cần phải có thêm nhận thức lý tính, đừng để vụt mất thứ gì đó mà trống rỗng ôm hận. Kỳ thực những gì thực sự cần cho sự sinh tồn của con người là không thể nhiều, dù là có nhiều vinh hoa phú quý cũng vậy, lúc trong điên cuồng, mỏi mệt tranh giành, chợt tỉnh ngộ mới phát hiện ra bao nhiêu ngày tháng đã qua đi, những thứ lôi cuốn, hấp dẫn luôn tồn tại ở xung quanh. Khi đối mặt chúng ta là gia đạo, hãy giữ vững nguyên tắc, hết thảy đều sẽ phản ánh ra nội tâm của một người, ấy là có thể kiên định hay không. Nhân sinh hạnh phúc không nằm ở thanh sắc tiêu khiển, mà là nằm ở biết đủ, biết dừng, vứt bỏ được dục vọng, sống thuận hòa, thong thả. Vâng, cảm ơn quý vị anh chị đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.